Nam mô tát sa pa va to a ra to sa ma sa mô an tha sa Nam mô tát sa pa va to a ra to sa ma sa mô an tha sa Nam mô tát sa pa va to a ra to sa ma sa mô tha sa Nam mô bồ tát ya Nam mô tham ma ya Nam mô sang kha ya Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắn tắt sinh gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, trong kinh tạng Bali có một câu kệ Bali mà khi còn thời còn là Bồ Tát thì Đức Phật của chúng ta thường sách tấn những người tùy chúng và những người xung quanh thực hành. Và câu kệ Bali đó nguyên nhân như vậy là Thammahavearakkhitum Thammacarin. Xin thưa quý vị, trong kệ ngôn ở Bali thì khi Bồ Tát chúng ta hay là Đức Phật chúng ta khi còn là Bồ Tát thì Ngài có dạy những người tùy chúng hoặc là những người chung quanh mà có khuynh hướng tốt đẹp. Và câu kệ Bali đó Đức Phật thường sách tấn những như tỳ khưu sau này cũng như hạng cư sĩ sau này. Câu kệ Bali đó có tên là Thammahavearakkhitum Thammacarin. Nghĩa Việt chúng ta hiểu rằng là Thammahave có nghĩa là pháp có thể, Rakkhitum là gìn giữ hay hộ trì, Thammacarin là người thực hành pháp. Do đó thì cái thời hôm nay chúng tôi xin giảng với đề tài là thực hành theo pháp. Xin thưa quý vị, thông thường chúng sanh chúng ta có ba cách thực hành. Một là mình thực hành theo bản năng của mình. Cái sự thực hành theo bản năng đó thì chữ Pali gọi là Attathipattaya, tức là lấy mình làm chủ. Và một cách thực hành thứ hai là làm theo ý người đời. Chữ Pali gọi là Lokathipattaya. Và cách thứ ba là lấy pháp làm chủ, nghĩa là Thammathipattaya. Và cái cách thực hành pháp tức là mình lấy pháp làm chủ. Vì sao vậy? Lấy mình làm chủ không được sao? Hoặc là mình lấy theo ý kiến của người chung quanh không được hay sao? Ở đây thì khi lấy pháp làm chủ, chúng ta loại trừ ra hai cái trường hợp là lấy mình làm chủ và lấy đời làm chủ. Biết là dạng chúng sanh ở trên đời này chỉ có ba cách này thôi, hoặc là theo ý kiến của tự mình, thứ hai là theo ý kiến của người đời, và thứ ba là nương theo pháp để dẫn lộ. Lấy ý kiến theo chủ quan của mình thì cái đôi khi chúng ta cũng sẽ bị lệch lạc, bởi vì dù là người trí đi chăng nữa thì trong việc làm cũng có một vài lần sơ suất. Không bao giờ một người trí phàm nhân mà có khả năng giải quyết đúng mọi sự kiện. Hoặc giả rằng ngay cả bậc thánh mà đôi khi cũng không thể giải quyết đúng theo cái pháp. Khi mà lấy mình làm chủ, đó là chưa kể những cái trường hợp mà
Một người này có một cái tính khí độc tài, một cái tính khí là hung hăng. Với một người mà có cái tính khí độc tài á, thì chỉ nghe bằng một lỗ tai, tức là không có chấp nhận những ý kiến của người khác, dù rằng ý kiến đó nó hay, dù rằng ý kiến đó là rất là sáng suốt, nhưng mà do một cái tính độc tài hay là độc đoán thì họ sẽ tìm mọi cách bác bỏ mà không chấp nhận. Nếu điển hình thì chúng ta thấy rằng trong gia đình chẳng hạn vậy, một người cha mà mang cái tính độc tài như vậy thì dù cho những người con có những cái ý kiến hay, hay là có những cái cách thực hành một cách tốt đẹp, nhưng mà người cha đó là luôn luôn bắt con phải theo cái đường lối của mình đã đặt ra, tức là phải theo cái khuôn phép đó, nó không có được cái tính chất cởi mở. Hoặc là cái người mà có cái tính khí hung hăng đó, thì họ sẽ nghĩ rằng nên thọ tử bất nên thọ nhục. Cái người quân tử hay là người bậc đại trượng phu thà chết chứ không thể chịu nhục được. Cho nên họ sẽ phản kháng, họ sẽ đối đầu và họ sẽ làm rối tung lên cái sự an vui của những người xung quanh. Ở đây là những cái tai hại. Nếu như người này có một cái trí sáng suốt thì chúng ta xin lặp lại rằng, do dù rằng những cái vị mà thông minh sáng suốt thì 10 việc cũng có một đôi việc làm lỡ, mà một khi mà có những cái việc làm lỡ đó thì đôi khi hối không kịp. Như mà ngạn ngữ chúng ta có câu là nhất thất túc thành thiên cổ hận, lỡ một bước thì nó trở thành là ngàn năm còn ân hận. Mà ngay cả đừng nói người phàm nhân, ngay cả những bậc thánh chúng ta đôi khi các ngài cũng có những điều nó không có hợp lý. Khi mà xử sự trong ở những cái hoàn cảnh thì ở góc độ nào có tính hợp lý, mà ở góc độ nào lại không có tính hợp lý, chẳng hạn như vậy. Đó là cái tính chất mà lấy pháp làm chủ, xin lỗi, lấy ta làm chủ, nó cũng có những cái sai lệch như vậy. Ngay cả bậc thánh cũng có nhiều trường hợp mà các ngài cũng lấy cái sự hiểu biết của mình làm chủ để rồi phán xét. Riêng về lấy đời làm chủ, lấy đời làm chủ cũng có hai cái trường hợp, hoặc là lợi hoặc là hại. Nếu như trong cuộc đời chúng ta đó, mà cái người mà học nhiều hiểu rộng, có đôi khi có những câu danh ngôn hoặc là có những cái lời hay ý đẹp chúng ta học hiểu. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng cái lời hay ý đẹp hay là cái danh ngôn đó nó ứng dụng trong cái từng trường hợp chứ không phải là nó hoàn tất ở mọi giai đoạn. Cho nên đôi khi xưa bài thì nay làm, nó theo một cái thông lệ như vậy. Như chúng ta thấy rằng có những ngôi làng, có những vùng mà có những cái tập tục riêng. Ở những ngôi làng cũng có những cái cổ tục riêng của họ, những vùng có những cái phong tục riêng của họ. Mà những phong tục này nếu như ở chỗ khác thì nó không hợp lý, nhưng mà ở nơi đó thì nó rất hợp lý. Và những người dân làng đó thì cứ ý kiến rằng cái điều này là một cái điều tốt đẹp. Thí dụ như trong chúng ta thấy là trong cái thời phong kiến chẳng phải, với lý thuyết của Đức Khổng Tử
thì lập ra cái thuyết chính danh chẳng hạn vậy. Khi mà lập ra thuyết chính danh thì Khổng Tử cho rằng là cha đúng là cha, con đúng là con, vợ đúng là vợ, chồng đúng là chồng, vua đúng là vua, và tôi đúng là tôi. À, thậm chí đến mức độ mà khe khắc quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, mà phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếm. À, bất kể cha mình có như thế nào nữa mà bảo mình chết mình phải chết, nếu không chết là cái đứa con bất hiếu. À, bất kể rằng đức vua nó như thế nào mà nếu làm tôi thì phải trung thành. À, mà nếu mà phản kháng đức vua xem như là tôi phản thần, là bị giết đi chẳng hạn. Cho nên trong hai trường hợp đó thì có khi nó tốt, có khi không tốt. Nhưng mà lấy pháp làm chủ thì bây giờ những cách xử sự của mình nó đều là có một cái sự tốt đẹp. Và xin thưa vậy, lấy pháp làm chủ là lấy như thế nào? Xin thưa vậy, lấy pháp làm chủ tức là mình hành theo pháp, nó có ba cấp độ. Còn cấp độ thứ nhất thuộc về bậc hạ, cấp độ thứ hai thuộc về bậc trung, và cấp độ thứ ba nó là bậc thượng. Chính vì mình thực hành theo pháp vậy, mình loại trừ đi những điều ác xấu từ bên ngoài lẫn bên trong. Và gì loại trừ đi những điều ác xấu ở bên ngoài đến lẫn bên trong, cho nên pháp sẽ gìn giữ người hành pháp. Và thế nào là thực hành pháp theo bậc hạ? Xin thưa quý vị, đã nói tới pháp thì chúng ta phải hiểu có hai loại pháp, tức là cái pháp thiện và cái pháp bất thiện. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không thực hành những cái pháp bất thiện, và khi mà thực hành những cái pháp thiện thì luôn luôn chúng ta đứng kèm một cái trí phân tích. Chúng ta phân tích từ đâu? Xin thưa quý vị, chúng ta dựa vào cái nền tảng của pháp thiện, đó là vô tham vô sân vô si. Và từ đó chúng ta phân tích theo ứng xử đối với cái ngoại cảnh và ứng xử với cái triều tâm chúng ta. Đối với ngoại cảnh thì chúng ta làm cho nó an tịnh ở bên ngoài. Đối với nội tâm chúng ta là chúng ta chuyển hóa cái tâm của chúng ta. Thay vì nó sẽ bộc phát theo cái lối thường tình, mà do môi trường xã hội, do cái bối cảnh xã hội nó mang lại, thì chúng ta sẽ chuyển hóa cái tâm này, nó đi theo đúng theo cái đường hướng của pháp. Do đó nó mới tránh khỏi những cái điều tai hại ở trong hiện tại lẫn trong tương lai. Chúng ta thí dụ quý vị, nếu như lấy mình làm chủ cho hàng vậy, với câu nói trước mà chúng tôi vừa trình bày quý vị đó, là cái bậc mà trượng phu á, ninh thọ tử bất ninh thọ nhục, thà rằng chết chứ không thể chịu nhục. Do đó một cái người mà nói nặng nói nhẹ mình là mình phản kháng lại, và trong sự phản kháng đó nó có thể dẫn tới một cái hệ quả là đánh đập nhau, hoặc là đi tới tệ hại hơn là sát hại lẫn nhau. Sát hại lẫn nhau thì dĩ nhiên sẽ mang tới một cái tai họa khác, tức là bị tù tội, hoặc là phải bị lưu vong, bỏ nhà bỏ cửa ra đi, vâng vâng. Mới Đức Phật dạy chúng ta là hận thù vì hận thù thì đời này không thể có, mà từ bi vì hận thù là định luật thiên thu. Nhịn không phải là nhục, nhịn để nghĩ tới một sự an toàn cho mình lẫn cho người.
Nhịn không phải là một sự nhu nhược à. Bởi vì pháp nó không hề có một cái tính nhu nhược, hay là pháp nó không hề có một cái tính là nhục nhã, mà pháp là những con đường đi. Như chúng ta thấy rằng á, những người Phật tử chúng ta đôi khi dằn tâm rất là hay à. Bởi sao? Hỡi nghĩ rằng á, Đức Từ Phụ chúng ta dạy rằng à, nên thực hành cái pháp nhẫn nại à, nhẫn nại với cái sự tham nó sinh khởi lên à, nhẫn nại đối với sự sân nó sinh khởi lên à, nhẫn nại với một cái sự si nó sinh khởi lên à, thích thú thì ai chẳng thích thú à. Những cái vàng ngọc đá quý thường thường là hấp dẫn tâm chúng ta à, những tài sản tốt đẹp thường thường nó cũng hấp dẫn tâm chúng ta à, những danh tiếng thường thường nó cũng hấp dẫn tâm chúng ta. Nhưng mà đối với những cái dạng như vậy, khi cái người có trí hiểu rằng nếu như ta lao theo nó thì chẳng khác nào ta nếm những giọt mật, mà những giọt mật đó nó nằm ở trên một cái lưỡi dao bén, và sự tai hại nó sẽ có ở phía sau đó. Chính Phật Ngài dạy rằng cái ngũ dục này nó giống như là miếng thịt mà cái con kênh kênh hay là con quạ hay con diều hâu may mắn chụp được miếng thịt đó thì lập tức nó sẽ bị đồng loại của nó hoặc là những kẻ nghịch thù của nó tấn công nó ngay. À, bao giờ nó buông bỏ được cái miếng thịt đó thì bây giờ nó sẽ được an toàn. À, sự buông bỏ miếng thịt đó không phải con chim ưng đó hoặc con kênh kênh đó hoặc là con diều hâu đó nó nhu nhược, nhưng mà bảo tồn được cái sự an toàn à, đó là một cái điều quý điều tốt. Anh cũng vậy, khi mà nhận nại sự tham, khi tham sinh khởi lên, người này biết rõ nếu như dấn thân vào con đường để có được những cái tài lộc đó hoặc là có những cái danh tiếng đó hoặc là có những cái điều tốt đẹp đó thì sẽ là cái mũi dùi cho tất cả nó tấn công vào. Và người này cứ thản nhiên, bởi vì trong cái sự danh tiếng thì thế nào cũng có sự bôi nhọ, và nếu người này nhẫn nại được cái sự bôi nhọ đó, đó là một điều lành, đó là một điều tốt. Nếu như tự nó đến thì danh tiếng này cũng sẽ tự đi. Nếu người này nghĩ như vậy, người này sẽ không bức xúc, sẽ không đau khổ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó giống như là giọt nước lăn trên lá sen. Một khi mà giọt nước à, lăn trên lá sen như vậy thì nó đến, nó cứ đến, và nó đi, nó cứ đi. Mà cái việc chúng ta làm thế nào à, để cho nó không vướng tai hại à, đó là một cái điều tốt. Hoặc là nhẫn nại sự sân à, cái người mà mắng, cái người mà xiên xỏ mình, hoặc là cái người mà làm nhục mình, thì cái người đó đang tạo một cái nhân. Người này nghĩ rằng người đó đang tạo một cái nhân, cái việc đó mình không có, mà người đó tạo một cái nhân thì ảnh hưởng đến người đó chứ không ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà chắc chắn rằng á, là mình gặt những cái quả của quá khứ. Như trường hợp Đức Phật của chúng ta vậy à, khi mà giáo pháp của Đức Phật được lan rộng thì lợi đắc, cung kính và danh tiếng của Phật giáo được lan rộng. Mà bây giờ trong cái xã hội hay là bối cảnh của Ấn Độ vào thời đó thì có 6 vị tôn chủ, mà nổi bật nhất là vị tôn chủ Nikantha Nataputta. Thì Nikantha Nataputta đó, hay là những nhóm mà dị giáo đó, đã à, thuê một cái người rất là đẹp. Người này lân la tới chùa Kỳ Viên của Đức Thế Tôn độ khoảng một tuần hai tuần để cho à, chư Phật tử thấy.
Rồi bất ngờ những người ngoại đạo này đã cho giết hại cái cô gái đẹp đó và vùi ở trong cái đống rác. Rồi sau đó tri hô lên là cái cô gái đẹp này đã bị mất tích, và đi tìm thì thấy ở bên cạnh đống rác của một vị của cái ngôi chùa Kỳ Viên. Và ngoại đạo nói rằng là những ông sa môn này đã ve vãn cái cô gái đẹp này. Cô gái đẹp này có tên là Sundari, cho nên vì không bị cự tuyệt cho nên đã giết cô gái này, diệt khẩu, ném vào đống rác. Và như vậy thì cái danh tiếng của chư Tỳ Khưu cũng như Đức Phật bị xuyên tạc. Thì chư Tỳ Khưu hoang mang, Đức Phật ngài mới trấn an rằng này chư Tỳ Khưu, việc gì mà xảy đến Như Lai thì nó sẽ đặng yên trong vòng 7 ngày. Đức vua Ba Tư Nặc cũng ngạc nhiên, những vị này thánh thiện, Đức Thế Tôn là bậc thánh thiện, lẽ nào mà đi sát hại một cô gái đẹp Sundari như vậy. Cho nên cho những người dò thám đi khắp nơi và phát hiện ra là nhóm ngoại đạo đã thuê giết nàng Sundari. Và lập tức thì Đức vua Ba Tư Nặc cho bắt hết tất cả những cái người mà trong cuộc sát hại nàng Sundari, đem giam vào ngục. Đó là cái hậu quả của sự giết người của nhóm dị giáo. Nhưng mà nói với chư Tỳ Khưu thì sao? Nói với Đức Phật ngài dạy rằng này chư Tỳ Khưu, ở đây là cái quả của Như Lai cùng với chư Tỳ Khưu ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ Như Lai là một cái bà la môn danh tiếng, cùng có một hội chúng đông đảo. Nhưng mà một lần nọ thì du khống cho một vị Phật độc giác, là một bậc mà được dân thành ái mộ. Vị bà la môn này nói rằng thưa các ông các bà, các ông các bà đừng có tôn trọng cái vị sa môn này, bởi vì cái vị sa môn này là người đã từng giết một cái cô gái kỹ nữ và đã vùi trong đống rác. Du khống như vậy. Nhưng mà Đức Phật ra độc giác sau khi nghe như vậy, ngài đã bỏ nơi đó, ngài đi nơi khác. Cho nên qua mẫu chuyện này cho chúng ta thấy rằng mặc dù đã phải xuống xa xuống khổ cảnh như vậy một thời gian, nhưng mà quả còn duy sót thì Đức Thế Tôn cũng bị du khống lại như vậy. Cho nên nếu chúng ta nhẫn nại được với cái sự sân, và ngẫm nghĩ rằng đây là cái quả của mình đã gieo trong quá khứ, hay là nghiệp ác mình đã gieo trong quá khứ, bây giờ thì mình nhận lại. Và cái người kia gieo nhân thì nếu theo pháp và mình mở rộng được cái lòng từ, mình thương hại cho chúng sanh đó. Nếu như không sớm thì muộn, chúng sanh đó đang gieo nhân thì một lúc nào đó chúng sanh đó cũng phải nhận lại cái quả, mà nhất là cái quả vô khống thì rất là đau khổ. Sự im lặng đó không phải là nhu nhược, cái sự im lặng đó nó không phải là nhục, mà sự im lặng đó nó là một cái sức mạnh vô cùng. Mà thông thường người ta có thể phản kháng, thông thường thì người ta có thể đối phó, biện minh vân vân. Nhưng mà im lặng để theo thấy rằng sức mạnh nội tâm mình nó cực kỳ lớn, chứ không phải nó yếu đuối. Ở chuyện phản kháng ai cũng làm được, ở chuyện biện minh ai cũng làm được. Nhưng mà người này không làm, bởi vì không phải họ không biết làm, nhưng mà họ thấy làm những chuyện đó vô ích, không cần thiết. Và họ sẽ theo một con đường lối của họ, là thực hành pháp, nhẫn nại, chẳng hạn như vậy. Chúng ta nói rằng là khi mà chúng ta thực hành pháp theo cấp hạ, tới bậc hạ đó, thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Trước tiên là chúng ta y cứ vào pháp thiện, bất cứ một việc lành nào chúng ta làm
bất cứ một việc thiện nào dù nhỏ chúng ta cũng không bỏ qua, bởi vì chúng ta biết rằng một cái chút ít vàng nó cũng có giá trị, mà cứ làm cứ tích lũy nhiều cái chút ít vàng vậy, một lúc nào đó người đó sẽ có được một món nữ trang. Cũng vậy, những cái thiện nghiệp dù nhỏ nhưng mà nếu chúng ta chắc chiêu, chúng ta gom lại, chúng ta nối kết với nhau, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ có được một cái tài sản, như có được một sợi dây chuyền vân vân. Và cái cách mà nói tiếp những cái thiện nghiệp đó, thiện nghiệp thì quý vị nghe biết rất là nhiều, nó không phải chỉ là bố thí, nó trong không phải là chỉ là bố thí, nó có thể là bằng cách phục vụ, hoặc là bằng cách cúng dường những cái vật rất là đơn thuần. Tương truyền rằng ở trong thời quá khứ có một con chim, nó rất mến mộ Đức Thế Tôn. Một lần nọ đó thì nó khởi lên cái ý rằng là người ta làm cách nào để mà cúng dường đến Đức Thế Tôn đây. Bởi vì con chim này quan sát là thấy khi mà Thế Tôn đi bát, nó có nhiều cái Phật tử đặt vào trong bát của Đức Phật cùng như chư tăng những cái món vật, đồ ăn, thức uống vân vân. Nhiều lần nó thấy như vậy, con chim này rất là muốn tạo một cái phước, nhưng mà với một thân chim nhỏ nhoi thì nó nghĩ là tao phải làm kiếm một cái gì đó để cúng dường Đức Phật. Và nó bay lên trên núi, nó tìm cánh hoa rất là đẹp. Và khi nó tìm được cánh hoa, nó trở về. Khi Đức Phật đi bác thì nó từ trên bay xuống, đáp trước mặt Đức Thế Tôn, chắp hai cánh lại, giống như là đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong nó nhả cái cánh bông xuống. Xin nói vậy rằng khi Đức Thế Tôn ngài biết được cái tâm ý của con chim vậy, ngài mỉm cười. Và con chim thấy Đức Thế Tôn mỉm cười, nó hoan hỉ, nó bay lên. Do một phút sơ suất, nó bị con dừa hầu bắt lấy ăn thịt. Và trong lúc mà bắt lấy ăn thịt như vậy thì con chim vẫn nghĩ tới cái cánh hoa mà nó cúng dường đến Đức Phật, thì dĩ nhiên nó chết. Nhưng mà trong lúc chết đó, nhờ nghĩ tới cái việc phước mà nó vừa tạo, nó tái sinh lên ở cõi chư thiên. Và xin thưa quý vị, từ kiếp đó trở đi cho đến thời Đức Phật, con chim ấy nó chỉ có hai sinh thú, một là người, hai là chư thiên. Và trong thời Đức Phật chúng ta lại là một vị tỳ khưu. Và nhớ về tiền kiếp thì ngài nói là cái duyên đầu tiên là cái người cúng dường hoa, và ngài có cái biệt hiệu là vị trưởng lão cúng dường hoa đến Đức Phật. Như vậy chúng ta mới thấy rằng những cái việc lành của chúng ta nó không phải là thiếu, nó vô số, nhưng mà chỉ chúng ta không có cân phân, chúng ta không có tìm biết để mà chúng ta thực hiện. Như có lần chúng tôi trình với quý vị rằng là ở trong thời quá khứ có một cái thiện gia nam tử rất là nghèo, nhưng mà khi mà đi tới cái bảo tháp mà thấy lá bồ đề rụng, ở vị thiện gia nam tử đó đã quét dọn cái lá bồ đề đem đốt, đem đổ bỏ. Và từ đó cũng chỉ có hai sinh thú. Và trong thời Đức Phật của chúng ta thì cái vị này là tái sanh làm vị trưởng lão trong giáo pháp của Đức Phật và chứng quả là hán. Vị này có tên là người quét dọn lá bồ đề. Chúng ta có thấy rằng đó, thiện nghiệp chúng ta rất là nhiều, nhưng mà cái triều tâm của chúng ta đó thì nó lại thiên về cái điều ác nó nhiều hơn là cái điều thiện. Cho nên nếu mình hành theo pháp như vậy thì mình chuyển hóa được cái tâm của chúng ta, nó nghiêng về cái điều thiện nhiều hơn. Chúng ta đi chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, vân vân,
thì chúng ta đang chuyển dần cái tâm của chúng ta, nó đi theo một cái lịch trình hay là một cái lộ trình. Một cái lộ trình đó nó như là Đức Phật ngày ví dụ như dòng sông Hằng, nó nghiêng về đông, nó xuôi về đông và nó sẽ đổ ra biển. À cũng vậy, với một khuynh hướng tốt đẹp về thiện thì nó sẽ trải qua và chuyển tâm để nó nghiêng về thiện, nó xuôi về thiện và nó đổ ra biển pháp của Như Lai. Ở đây khi mà chúng ta nói rằng hành theo cái cấp hạ đó, à thì chúng ta ngoài những cái pháp thiện ra, chúng ta còn phải gìn giữ thân và ngữ chúng ta. Tức là nói cách khác là cái người Phật tử chúng ta ráng cố gắng. À xin thưa quý vị, ngoài những cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo thì chúng ta phải giữ gìn thân của chúng ta. Tức là nói cách khác, cái người Phật tử chúng ta luôn luôn cố gắng giữ gìn năm giới, năm giới một cách trong sạch trọn vẹn. À xin thưa quý vị rằng người ta nói rằng có những cái người mà phi thường á, làm những cái việc phi thường như là dời sông lấp biển, tạo những cái kỳ quan, hay thành lập những cái hoàng cung tráng lệ vân vân, đó là nhiều phi thường đã thành rồi. Nhưng mà chính thật sự ra chúng ta giữ gìn được năm giới, so ra cũng phi thường không kém. Tại sao? Bởi vì điểm thứ nhất, những hoàng cung kia hoặc là những kỳ quan nọ thì có một lúc nào đó nó cũng sẽ bị định luật vô thường chi phối. Nhưng mà cái giới hạnh là một cái khuynh hướng thiện. Kiếp này mặc dù rằng giới chúng ta có thể mất, giới chúng ta có thể không còn tồn tại sau khi chúng ta mệnh chung, nhưng mà một khuynh hướng đó, đó nó sẽ giúp cho chúng ta những kiếp lai sinh, những kiếp mà tương lai là chúng ta có một cái thói quen giữ gìn lại cái thân của mình một cách tốt đẹp, hay ngữ mình một cách tốt đẹp. Ở những người mà hiện nay có những cái âm thanh rất là dịu ngọt, có những âm thanh nó dù rằng người đó đang phẫn nộ mà cũng dễ nghe chứ không phải là khó nghe. Có những người đó, tôi giận vậy đó nhưng mà nói những cái tiếng nói, tuy rằng cái âm giọng của nó là có vẻ như là sân hận nhưng mà lại người nghe đó nó cũng thấy cũng dễ chịu. Có những người thì không có sân hận nhưng mà lại có cái giọng nói mà người nghe cảm thấy nó không vui. Đó thứ nhất là cũng do một cái khuynh hướng. Cái người mà có âm giọng dù giận mà người ta vẫn cảm thấy dễ nghe đó, người này phải hiểu biết rằng là cái kiếp trước đó, là mình thường là nói cái lời dịu ngọt, nói lời im ái, nó dần dần nó hình thành ra một cái thói quen như vậy. Còn những người mà nói cái giọng nói sang sảng, một giọng nói vang vang thì nó có hai trường hợp. Một là ở kiếp trước cái người này dùng âm thanh của mình để giữ gìn những cái gì tốt đẹp cho người khác, hoặc là ở trong quá khứ cái người này thường hay lớn tiếng mà đời người ta từng nói rằng là người trực tánh, hoặc là cái người bộc trực, hay là cái người ăn ngay nói thẳng chẳng hạn như vậy, nó cũng trở thành một cái thói quen. Cái trường hợp mà cái tiếng nói vang vang đó là do trong cái quá khứ đó, từng sử dụng âm thanh để giữ gìn cái sự an toàn cho người khác. Đây là trường hợp được dẫn chứng ở trong kinh Pháp Cú, đó là câu chuyện của ngài Khosaka, trưởng giả Khosaka. Cái tên Khosaka có nghĩa được dịch là lôi âm,
À, cái tiếng nói rất là vang 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 vang. À, nguyên nhân ở trong tiền kiếp á, có một lần nọ thì tiền kiếp của tưởng giả Khosaka đó, họ tái sinh làm một con chó. Và một gia đình trưởng giả này lại có cung thỉnh một vị Phật độc giác, là thường là cúng dường vật thực đến vị Phật độc giác đó. À, khi mà cái vật thực đã sửa soạn xong rồi thì người gia chủ bảo con chó này, này con hãy đi thỉnh Đức Phật về đây để thọ thực. Thì con chó nó có rất quên mộ vị Phật độc giác, cho nó nghe vậy nó cũng hiểu rằng cái hiệu lệnh của chủ bảo nó đi thỉnh Đức Phật độc giác. Cho nên nó chạy tới nơi ẩn cư của Đức Phật độc giác. Và khi tới cái thảo lư của vị Phật độc giác đó thì con chó nó sủa lên 3 tiếng. Tại vì Phật độc giác là hiểu ý, nó tới giờ thọ thực rồi. Ngài đắp y tề chỉnh, ôm bát ra đi. Thì trước khi mà Đức Phật độc giác đi, con chó chạy phía trước, nó sủa vào những cái bụi rậm, nó sủa vào những cái nơi mà nó nghi ngờ rằng có những con độc trùng như là rắn rít, nó xua đuổi đi, nó làm cho sự an toàn đến Đức Phật độc giác. Sau 3 tháng an cư thì Đức Phật độc giác từ giả gia chủ ra đi. Và ngài bay về núi Hương Sơn. Mến mộ Đức Phật độc giác vậy, con chó nhìn theo đến khi khuất bóng Đức Phật độc giác, nó không kiềm xúc kiềm chế được cái sự cảm mến của nó đối với Phật độc giác, và nó đã bị nứt tim ra và nó chết, tái sinh lên cõi chư thiên, có tên là Lôi Âm Thiên Tử. Cái tiếng nói cái vị này vang vang cả kinh thành của cung trời đạo lợi. Mãn kiếp đó tái sanh xuống về cõi người thì mới sanh ra tiếng khóc của đứa bé này nó vang vang lên, nó vang động cả căn nhà, cho nên được đặt tên là Khosaka. Về sau vị này trở thành là đệ nhất trưởng giả ở trong thành Ichini hay Kosambi. Cho nên đó, cái tiếng nói vang vang đó, cũng chúng ta cũng hay hiểu được cái nhân quả ở quá khứ, hoặc là cái người này thường ở quá khứ thường là có tính cứng rắn, không có mềm mại, và mặc dù là thiện nghiệp nhưng mà vì trực tính hay gì chi chi đó khiến cho có những cái tiếng nói nó không được im dịu. Còn trái lại với người mà luôn luôn có những giọng nói im dịu, dù rằng người đó giận cũng nghe cũng hay chẳng hạn, nghe người nghe cũng không cảm thấy mất lòng. Thì người này ở quá khứ có một cái thường thường thực hiện cái lời ái ngữ, lời dịu ngọt, nó trở thành một cái thói quen. Như thế nào cũng vậy, nếu như chúng ta giữ gìn một cái giới này nó cũng có thể bị hư hoại bởi định luật vô thường, nhưng mà nó có một khuynh hướng là một cái thói quen như vậy. Trong kiếp lai sinh rồi chúng ta sinh lên thì nó sẽ có một cái khuynh hướng thực hiện giới hạnh cách tự nhiên. Nếu trong đời này chúng ta thấy rằng có những đứa bé mới sinh ra vậy, nó không chịu được cái mùi tanh của cá hay là mùi tanh của thịt, và nó luôn luôn nó dùng những cái loại vật thực mà chúng ta gọi là vật thực chay. Nó có những cái đứa bé như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là ở trong quá khứ những đứa bé này nó cũng đã từng tu tập trong cái hệ phái Bắc truyền cho hàng vậy, cho nên có một thói quen như vậy. Và một số người thì nói rằng đứa bé này nó có cái căn tu cho hàng vậy. Chúng ta mới thấy là cái thế gian này nó có nhiều cái việc là như vậy mà chúng ta cần phải có trí chúng ta suy xét. Xin thưa quý vị, khi mà nói như vậy thì thân của chúng ta hay ngữ chúng ta mà giữ gìn giới hạnh nó đó là một việc phi thường. Tại sao? Bởi vì đối với một con vật mà chúng ta giết được thì nó cũng bình thường như mọi người khác. Việc mà giết một con vật nó không phải là khó khăn. Giết một con gà, giết một con vịt hay là giết một con côn trùng nào đó, nó không phải là khó khăn, ai cũng có thể làm được.
nó gặp những con rắn mà cái cùng nhau hoặc là tự mình lấy cây, lấy gạch, lấy đá để mà xua đuổi rắn hay là đánh đập con rắn đó, thì chuyện đó ai làm cũng được cả. Nhưng mà mình từ bỏ gậy gọc đau trượt, từ bỏ cái tâm sát hại chúng sanh khác, mà việc làm này khó có ai làm được. Mà khó có ai làm được, đó là cái việc phi thường. Cũng giống như hoàng cung khó có người làm được, những kỳ quan khó có người làm được, hoặc là những cái chuyện khác cũng khó có người làm được. Nhưng mà chúng ta, những người đó làm được, chúng ta gọi là bậc kỳ tài, thì giữ giới không sát sanh cũng là một bậc phi thường. Giết chúng sanh khác nó không phải là khó, mắng chửi chúng sanh khác không phải là khó, mà nhịn được đó là phi thường. Nói dối ai cũng làm được cả, ai cũng làm được, thậm chí một đứa con nít nó cũng biết nói dối nữa mà. Nó 3-4 tuổi rồi nó sợ, mà cha sợ mẹ nó quá, nhiều khi nó cũng nói dối. Một đứa bé đi học trốn học về nó cũng biết nói dối. Nhưng mà bây giờ mình không nói dối, mình không nói dối, nhưng đó là cũng là phi thường. Rồi cái chuyện mà thấy chủ hay thấy người vắng mặt không có lấy những đồ vật đó, chuyện đó ai làm cũng được cả, ai làm cũng được cả. Nhưng mà mình không làm, cái nội tâm mình nó mạnh mức độ vậy, đúng là chuyện phi thường. Để đâu đây yên đó. Chuyện quan hệ bất chánh có những lúc người khác cũng làm được, nhưng mà mình không làm, mình là phi thường. Nên giữ gìn năm giới đó là một điều phi thường đây. Rồi nếu tiếp tục nữa thì chúng ta mới thấy rằng giữ gìn bát giới trong những ngày bát giới, mặc dù rằng trong kinh điển dạy rằng cái người mà giữ gìn bát giới một cách tốt đẹp như vậy, vào buổi sáng sau khi làm tất cả những cái việc tục sự cho hoàn mãn, thu xếp đâu đó xong, vào buổi chiều người đó tìm cái nơi thanh vắng để niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, giữ gìn không có trang điểm thoa vật thơm, không có múa hát thổi càng đờn, không có ăn sái giờ, vân vân. Cái người mà mới lần đầu á thì rất là khó chịu, nhưng mà tham nhẫn được cái gì đó, mới thấy là cái mãnh lực tâm nó cực kỳ phi thường, nó rất là lớn. Dám từ bỏ những cái sự trang điểm hàng ngày để hôm đó giữ gìn lại một cái giới tốt đẹp, dám từ bỏ thoa sức những vật thơm ở trên người để cho cái màu sắc của da tự nhiên, để cho thân hình nó có mùi tự nhiên, bằng chấp nhận những mùi đó, đó là việc phi thường. Cũng giống như một cái người mà làm lỗi biết nhận lỗi, đó là người phi thường. Thông thường người ta nhận là làm lỗi, người ta không biết nhận lỗi đâu, người ta phải tìm cách biện minh cho vì tôi làm như vậy là do lý do như vậy, tại như vậy, bị như vậy, vâng vâng. Nhưng mà cái người biết nhận lỗi, thấy rõ đây là cái lỗi lầm và chấp nhận đó là cái lỗi lầm, đó là một người phi thường, đó chẳng hạn như vậy. Như vậy thì về bằng thân chúng ta giữ gìn vậy, về bằng ngữ chúng ta nó giữ gìn cũng không có vi phạm. Mắng chửi người khác dễ, nói xiên nói sợ người khác cũng dễ, ai cũng làm được. Mà không nói xiên nói sợ, không mắng nhiếc người khác, đó là một điều phi thường đặc biệt. Cái ngôn ngữ không ai không biết sử dụng cả, nhưng mà sử dụng làm thế nào cho nó tốt đẹp, đó là việc làm có giá trị, đó là một việc làm mang tới lợi ích cho bản thân mình, mang tới lợi ích cho người đối diện, người chung quanh. Cái việc làm đó nó phải là nhỏ, nó phải kết quả là nhỏ đâu, nó dẫn dắt người khác
biết được những cái điều tốt đẹp, và người đó nếu là thực hành những điều tốt đẹp thì lại là một cái điều mang tới hạnh phúc cho người đó và mang tới hạnh phúc cho mình. Cho nên cái bậc hạ đó là chúng ta giữ gìn được năm giới hoặc là tăng thêm là 8 giới rồi thực hành những cái pháp thiện. Mà hành theo pháp bậc trung là như thế nào? Ai xin thưa vậy, hành theo pháp bậc trung thì Đức Xá Lợi Phất Ngài có dạy rằng có hai pháp cần nên tu tập, đó là chỉ và quán ở trong bài kinh Phúng Tụng. Bởi sao mình cần phải tu tập thiền chỉ hay thiền quán? Xin thưa vậy, thiền chỉ làm cho tâm chúng ta nó yên tịnh lại. Trong một ngày là chúng ta có rất nhiều cái tục sự nó chi phối tâm chúng ta, nó duyên theo trần cảnh rất là nhiều, nào là sắc, nào là thinh, nào là hương, nào là vị, nào là xúc, rồi nó duyên theo trần cảnh á, nào là những an toàn, những nguy hại, những cái gì có thể tổn thất tới tài sản, những cái gì nó có thể làm tăng trưởng tài sản, những cái gì nó đem tới tai hại cho người thân, những cái gì nó đem tới ích lợi cho người thân, vân vân. Tâm chúng ta bị quay cuồng trong đó. Thì khi mà chúng ta thiền tịnh như vậy thì chúng ta tạm thời gác bỏ những cái việc đó. Giống như là cái ngọn lửa vậy đó, nó đang nấu nước và nước nó sôi lên sùng sục. Mà một khi mà nước nó sôi lên sùng sục thì tất cả những cặn bã ở từ cái đáy nồi hoặc là từ cái đáy ấm nó cũng nương theo cái sự sôi đó mà nó vận chuyển. Như thế nào cũng vậy, vì tâm của chúng ta luôn luôn quay cuồng ở trong sắc, thinh, hương, vị, xúc hoặc là những cái điều của tục sự. Đôi khi chúng ta không có hết trí nhớ, mới nói đó có thể khi chúng ta quên, hoặc là mới để vật gì đó đôi khi chúng ta không nhớ rằng đã để ở đâu. Điều này chứng tỏ rằng cái tâm chúng ta nó không có được yên tĩnh. Rồi bây giờ thiền tĩnh là gì? Thiền tĩnh là mình hạ bớt ngọn lửa nó xuống, hạ bớt ngọn lửa thì cái nước nóng kia nó từ từ nó không bớt sôi lên, bớt sôi, để một lúc nào đó khi mà tắt đi cái ngọn lửa thì cái nước bên kia nó bắt đầu nó nguội lại và bắt đầu nó lắng yên, thì những cặn bã kia nó từ từ lắng lại xuống cái đáy nồi nước hoặc là đáy ấm nước và nước trở nên trong sạch. Như chúng ta có một cách như là tẩy rửa cái tâm, tẩy rửa ô nhiễm cái tâm của chúng ta, nó làm cho cái tâm của chúng ta nó không còn bị quay cuồng nữa, nó yên tịnh lại. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái thân nó yên tịnh thì nó dẫn tới tâm yên tịnh, và một khi mà tâm yên tịnh thì nó dẫn tới cái phiền não nó yên tịnh. Cái thân của chúng ta khi nãy thì chúng ta giữ gìn thân được một cách tốt đẹp, ngữ một cách tốt đẹp, thân không bị náo động bởi những cái ác bất thiện pháp do vi phạm giới, ngữ không bị náo động bởi những cái ác bất thiện pháp do lời nói, như là không nói dối, không nói lời ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích. Thân ngữ ra được yên tĩnh thì nó dẫn tới tâm được yên tĩnh. Mà một khi tâm được yên tĩnh thì cái phiền não nó yên tĩnh. Và một khi phiền não yên tĩnh đó, mình mới xem xét lại ta còn những nhược điểm nào, tức là lại khác ta còn những cái thói hư tật xấu nào, mà ta có những cái ưu điểm nào, tức là ta có những cái sự tốt đẹp nào, hoặc như ta có niềm tin, ta có nỗ lực tinh tấn, ta có sự ghi nhớ, ta có được cái tâm được tốt đẹp an tịnh. Dần dần rồi á, chính cái sự thiền tịnh này á, nó lại giúp cho cái thân và cái ngữ, tức là cái giới, nó được tốt đẹp hơn. Xin thưa quý vị sẽ thấy như vậy. Cái người mà giữ được cái tâm yên tĩnh rồi đó,
gặp những cái ngoại cảnh nó chi phối tới cái người này cứ an trú tâm trong những cái đề mục thiền định của mình, như là niệm là đề mục ân đức Phật hay là đề mục ân đức Pháp, ân đức Tăng, nó dường như là không còn biết cái ngoại cảnh nữa. Nên chúng ta có chứng kiến một cái gia đình Phật tử như vậy, người chồng á thì cũng rất là có niềm tin ơi Phật Pháp. Nếu người chồng đó thì lại là không có thích hành thiền, không thích hành thiền. Rất ngược lại á thì người vợ á thì lại là theo tập pháp môn thiền định. Quả pháp môn thiền định người này đó là hành theo cái pháp niệm thọ hoặc niệm tâm. Người này nhìn chăm chú vào cái tâm của mình đang trôi chảy, mặc dù nó trôi chảy nó qua nhưng mà chăm chú vào tâm mà trôi chảy rồi. À, khi mà trong gia đình mà có một cái tiếng to tiếng một tiếng cự cãi bất đồng ý kiến, cái người vợ này rồi lập tức im lặng không nói nữa, và quay lại nhìn cái tâm của mình lúc đó nó diễn tiến ra sao, nó khó chịu, nó bất bình hay là nó đang bấn loạn. Cái người này nhìn đó, người đó niệm đến nỗi người chồng nói tại sao tôi nói bà im lặng hoài. Vì người vợ nói là, thì ông nói còn tôi nghe, hoặc là tôi có một đề mục gì riêng đó là chuyện của tôi, cái chuyện trong nhà không lẽ tôi nói đi nói lại thì nhà nó xào xáo lên nó không hay, nên tôi nhịn ông để ông nói. Cái người chồng nói cái bà này hành thiền riết rồi giờ mà nói gì bà làm như không hay không biết nói thiền cũng lạ. Rồi cái người chồng cũng tập tành hành thiền thời gian sau á thì cảm mới cảm giác rằng thì bà này giữ tâm được một cách tốt đẹp vậy, tại sao mình lại hung hăng, tại sao là mình lại khó chịu, tại sao mình lại câu mâu chi. Rồi dần dần á khi mà ngồi nói chuyện với nhau mà thảo luận về Phật pháp thì hai người nói chuyện về những cảm giác của mình trong thời thiền, nhưng mà nói chuyện khác thì mạnh ai nó nói tức là mạnh ai nó theo cái chiều tư tưởng riêng của mình. Bà vợ thì cứ theo pháp niệm tâm. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái thiền tịnh nó giữ gìn cho cái thân với cái ngữ, rồi cái thân với ngữ này nó đi theo cái đường hướng giới thì nó trợ giúp cho thiền, họ tâm được an tịnh, nó thể ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày được, chứ không phải đợi vào chùa, nó cần phải đợi vào chùa. Rồi khi chúng ta niệm một cái hồng danh Phật nào đó, khi mà nhà có cái gì đó bức xúc cự cãi mình giống như không nghe không thấy không biết cái niệm tưởng và cái hồng danh mà đức Phật của mình, một chập thì sóng gió qua đi, một chập nữa cái ngọn lửa đang cháy ở phía trước đó nó không còn nhiên liệu nữa thì từ từ nó nguội dần. Khi đó mình sẽ nói những cái lời thích hợp, và như vậy thì không có cái tình trạng chén bay, đĩa bay, tivi bị bể vỡ vân, nó không có. Nhưng mà nhờ thiền tịnh như vậy, nếu một mai mà cái duyên lành có người đó chứng đắc được những cái trạng thái đặc biệt thì nó là một cái nền tảng, mặc dù trong kiếp này có thể là người đó chưa có thể chứng đắc được đạo quả đâu, nhưng mà nó cũng có thể là một cái nền tảng nếu người này chứng đắc được thiền định. Thì một khi gặp Đức Phật hoặc là một cái vị thánh mà đặc biệt là có cái pháp thượng nhân biết được cái cơ tánh mình chỉ điểm, và khi mà chứng đắc được đạo quả đó thì thiền định kia lập tức nó sinh lên, nó mất chứ không phải là không mất, nhưng mà khi gặp duyên của nó đầy đủ thì tự nó phát hiện lên, chứ không phải là mất đi. Mà điển hình là chúng ta thấy là Đức Sắc Lợi Phất ở trong tiền kiếp ngài thực hành thiền tịnh rất là nhiều, thậm chí ngài đắc tới phi tưởng phi phi tưởng. Ở trong hiện kiếp này, tức là trong cái thời Đức Phật đó, ngài Xá Lợi Phất hành pháp thật là dễ dàng, hành pháp thật là dễ dàng, hầu như là có cảm giác như ngài không có hành pháp gì cả,
nó nhẹ nhàng vô cùng, nó trái lại đức một kiền liên á. Thì khi mà hành pháp á, đức một kiền liên còn bị cái phiền não là hôn trầm, hôn trầm à, để mà nó chi phối ngay những cực nhọc. Và trường hợp này thì đức một kiền liên được Đức Phật ngài gọi là cái hạng người mà hành thề khó khăn mà chứng đắc nhanh chóng, được gọi là hành nan mà đắc cấp, đó là hành khó khăn à mà chứng đắc được nhanh chóng. Còn riêng đức Sát La Phất á, vừa nghe qua bốn câu kệ của đức Asachi à, chứng quả dự lưu đã đành rồi, mà khi xuất gia xong khoảng 8 ngày sau đứng hoạt hầu Đức Thế Tôn, đứng hoạt hầu Đức Thế Tôn, chỉ nghe bài kinh nhiều cảnh thọ do Đức Phật ngài giảng cho du sĩ Đi Khá Nát Khá, tức là cháu của ngài, kêu ngài bằng cậu, mà chứng quả à, Đức Sát La Phất chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ đó à. Tức là trong lúc mà hoạt hầu Đức Thế Tôn á, ngài đưa tâm ngài quán xét những cái các cảnh thọ và ngài chứng đắc được đạo quả A-la-hán ngay tại chỗ à. Đó, trường hợp này Đức Phật ngài gọi là hành dễ dàng chứng đắc nhanh chóng, mà tất cả cũng từ cái thiền tịnh mà có à. Nhưng mà chưa phải hết đâu thưa quý vị, bởi vì trong kinh Tạng á, chúng ta thấy rằng à, những cái gì mà chứng đắc như là Đức Sát La Phất hay là Đức Maha Ca Diếp ở thường ngài nhập diệt thọ tưởng định, mà thấy khi mà nhập vô thọ tưởng định á, vậy đó phải có một cái tâm thánh quả a la hán ở cấp độ cao, tức là ở cấp độ tứ thiền hoặc là ngũ thiền ngài mới nhập được. Mà thấy rõ ràng Đức Sát La Phất đâu có đâu có thực hành thiền như đó mà ngài chứng đắc đạo quả a la hán, mà ngài nhập được thiền vô thọ tưởng định thì điều này cho thấy rằng khi mà tâm đạo sinh khởi lên như vậy những cái thiền tịnh mà ở quá khứ ngài có là nó cũng phát sanh lên dính liền nha. Và trường hợp này luận A Tỳ Đàm gọi là đạo câu hành với định và thông tức là tâm đạo sinh khởi lên á, nó kéo thêm cái thiền định, nó kéo thêm cái thần thông mà trước đây có, nó sinh khởi lên. Một trường hợp thứ hai cho chúng ta thấy khi mà Đức Maha Kassapa mà đi xuất gia đó, ngài nghe Đức Phật ngài thuyết giảng, ngài chứng quả dự lưu, rồi nghe lần thứ hai nữa ngài cũng chứng quả a la hán, ngài cũng thường nhập thiền tịnh. Bởi vì biết là tiền thân của Đức Ca Diếp, ngài rất là nhiều lần là đạo sĩ, rất nhiều lần ngài đã tu tập thiền chứng, chứng đắc thiền chứng cho nên chỉ cần nghe Đức Phật ngài thuyết giảng mà ngài chứng đắc đạo quả a la hán thì cái thiền định năm xưa nó có thần thông năm xưa cũng có, nó sinh khởi lên, không phải mệt nhọc gì cả. Hôm nay chúng ta làm dĩ nhiên nó sẽ bị che lấp đi, nó có khác nó cũng có thể bị mất đi, nhưng mà cái tùy miên đó, cái ngủ ngầm đó đó, cái khuynh hướng đó nó sẽ có cơ hội bọc dậy và khi được nhân duyên đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái thiền định an trú một cách tốt đẹp. Nhưng mà lợi trước mắt đây cho chúng ta thấy rằng chúng ta giữ tâm được một cách tốt đẹp, giữ tâm được một cách yên tĩnh, nó không có gì cả. Xin thưa quý vị, khi mà người thật tập thiền tịnh á, người đó có một cái nỗ lực rất là tinh tấn. Còn trái lại nếu như chúng ta tạo những cái ác nghiệp mà không giữ tâm nó yên tĩnh á, thì đôi khi nó có cơ hội khiến cho những cái ác nghiệp ở quá khứ nó sinh khởi. Một hành động làm ác nghiệp nó cũng có thể đem tới những cái đau khổ ở trong kiếp hiện tại. Nó tức là nó cho những cái tạo điều kiện cho những cái ác quả trong quá khứ nó có thể nó trổ. Ở đây giúp cho quý vị có một cái sự suy ngẫm về một câu chuyện như sau. Tương truyền rằng là một vị trưởng lão có tên là Mi Lắc Cá, nhưng mà khi mà vô xuất gia đó
Ngài là một cái người thợ săn rất là giỏi. Mỗi ngày ngài có thể là bắn hoặc là giết rất là nhiều con thú rừng. Một ngày nọ, sau khi dùng cơm xong nhưng mà không có cái nước uống, vậy đó đi tới một cái tư thất của một vị trưởng lão. Mình nghĩ rằng là cái những cái vị này thường thường để những cái lu nước ở phía trước cấp cho những cái người Phật tử khát nước đi tới có thể giải khát. Vị đó đi tới một cái tư thất đó, dở cái lu nước ra thấy không còn miếng nước nào cả. Vừa khát nước mà vừa không thấy có nước, cho nên cái tâm phẫn nộ sân khởi. Người thợ săn mấy lá cá này đã mắng vị trưởng lão rằng cái ông thầy tu này đã ăn cơm của tín đồ mà nước để mà chứa, để mà dành cho những người Phật tử tới uống cũng không có nữa. Ông thật là tệ, thật là lười nhát. Vị trưởng lão nghe vậy ngạc nhiên. Ngài ngẫm nghĩ rằng cái lu nước này ta đã chứa đầy mà tại sao ông này lại thấy không có. Cho nên ngài đi xuống, ngài mở cái lu nước ra thấy còn đầy. Vị trưởng lão nói này cư sĩ, cái lu nước mà tôi để trước cái tư thất đó nó đã đầy mà tại sao ông nói không có. Cái người thợ săn lại dở nắp lu lần thứ hai thấy không có. Nói ông Sa Môn, ông đừng có nói dối, tôi thấy không có. Vị trưởng lão nói nếu ông thấy không có thì tôi sẽ múc cho ông uống. Và vị trưởng lão đó múc những cái ca nước để cho ông thợ săn uống. Và tổng cộng ông uống tới hơn 10 gáo nước mới cảm thấy đã khác. Ông mới kinh hoàng, ông nghĩ rằng tại sao ta không thấy nước, mà nước từ ở trong cái lu này lại có, vì Sa Môn này múc nước cho ta uống. Cho nên mới hỏi rằng bạch ngài, vì sao mà tôi không thấy nước mà ngài lại múc nước cho tôi uống được? Thì vị trưởng lão mới giải thích rằng này cư sĩ, hẳn là ông đã tạo nhiều ác nghiệp quá, cho nên nước đầy lu mà ông không cảm thấy có. Ông thấy nó không trống trơn, không có một cái giọt nước nào hết. Nghe nói vậy thì thợ săn biết lắc cá rúng động tâm, nói ồ, người ta là cái người sát sanh nhiều quá, may là như vậy, ngay trong hiện kiếp này mà ta còn không thấy được những cái nước để giải khát. Nói chi một mai mà ta mệnh chung thì nó sẽ xuống khổ cảnh. Ở trên người này mới nói là bạch ngài, con là người thợ săn làm rất nhiều cái tội lỗi như vậy, đến nỗi mà cái lu nước đầy mà con không thấy. Thưa ngài, con có thể chuộc lại những cái lỗi lầm của con đã tạo được hay không? Những cái ác nghiệp mà con đã làm, con có thể xóa bỏ được nó hay không? Vị trưởng lão nói này ông, được. Bất ngờ ngài hãy chỉ cho con. Thế này ông kỹ sĩ, việc ông làm rất là nhiều cái tội nghiệp như vậy thì ông phải nên chăm chú tu tập thiền tịnh. Mà muốn tu tập thiền tịnh cái tốt đẹp thì ông phải giữ gìn giới hạnh. Nhưng mà nghề nghiệp ông là nghề nuôi sống bằng cái nghề sát thú rừng, vậy thì tốt nhất ông nên xuất gia đi. Nghe nói vậy thì người thợ săn Mít lá cá đồng ý xuất gia. Nhưng mà thưa quý vị, tuy rằng thức gia xuất gia xong giữ gìn giới thật, nhưng mà khi mà thực hành thiền tịnh đó thì những cái cảnh của những con thú bị sát hại nó quằn quại ở trên cái vũng máu chẳng hạn vậy, hoặc là nó thở những cái hơi thở đứt đoạn trong lúc sắp chết, nó hiện ra trước mặt.
khiến cho tâm của cái người vị tỳ khưu biết lá cá này không thể ổn định được. Nhưng mà được nhờ vị thầy là Sách Tấn nói là đây là những cái chướng ngại cần phải quên nó đi, cần phải xóa bỏ nó đi, đừng nghĩ tới nó nữa, mà hãy chú tâm vào cái đề mục thiền tịnh của mình. Xin hứa vậy. Vậy này cố gắng một thời gian cũng chịu không nổi, cũng nó bị quay cuồng như vậy, quay cuồng như vậy. Vậy này mới nói thầy đó, người con chắc không có duyên ở trong cái giáo pháp này, con không có duyên ở trong cái đời sống nhà xuất gia này. Xin ngài cho con hoàn tục. Vị trưởng lão thầy tế độ mới nói là được, ta cũng sẽ cho con hoàn tục. Nhưng mà trước khi con hoàn tục đó, thì con hãy đốt giùm ta một cái đống củi này, và ngài cho người đem tới những cái thanh củi tươi chất thành một đống rất là lớn, và bảo người đồ đệ mình đốt cái đống lửa củi tươi này đi. Những người này thì không thể đốt được, nó làm cách nào cũng không thể đốt được cái đống củi lớn mà nó còn tươi như vậy. Những người này nói thầy ơi, con không thể nào đốt được, cho nó làm cái ngọn lửa, đống lửa lớn được. Thì vị trưởng lão này nói vậy ta sẽ đốt. Và ngài dùng y của ngài che một cái ngọn lửa, một đống lửa nhỏ, và ngài để vào cái đống củi tươi, và chỉ trong chốc lát thì ngọn lửa phừng lên và đốt rụi cái đống củi tươi đấy. Ngài Mi Lát Cá ngạc nhiên nói, bạch ngài cái lửa gì mà nóng ghê vậy? Hỏi biết gì, trưởng lão nói này con, ta đã dùng thần thông lấy được một ít lửa của cõi địa ngục đem lên đốt, mà sức nóng cõi địa ngục thì chỉ một đốm lửa thôi mà đã là như vậy, thì con hãy nghĩ lại. Như này kinh hoàng, ngẫm nghĩ rằng nếu mà mình không chống nổi lại những cái chướng ngại trong khi thiền tịnh, và rồi bỏ cái thiền gia này mà trở về với đời sống thế tục, thì lại mình còn tạo những ác nghiệp nữa, mà một khi như vậy thì rớt xuống khổ cảnh. Cho nên dù gian khổ cách nào, dù có chướng ngại cách nào, vậy đó cũng nỗ lực tinh tấn để mà diệt trừ đi, những hay là quên bỏ đi những cái cảnh tượng xấu mà mình đã lỡ tạo. Nhờ nỗ lực như vậy một thời gian, chứ những cảnh tượng xấu dần dần nó lắng yên, lắng yên, lắng yên. Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, hãy tinh tấn tới đâu là thành công tới đó, nỗ lực tới đâu thì nó sẽ có kết quả tới đó. Mà nỗ lực ở trong cái pháp thiền tịnh thì nó không bao giờ nó mang tới một cái sự không lợi ích, nó mang tới một sự lợi ích rất là lớn. Và nhờ đẩy lui được những cái ám ảnh của quá khứ, cho nên tâm được yên tịnh, và những cái phước lành mà trước đây đã tạo nó có hồi cơ hội nó sinh khởi, và vị ấy chứng đắc được dự lưu quả. Một khi mà chứng đắc được quả dự lưu thì tất cả những cái ác nghiệp dẫn xuống khổ cảnh nó sẽ không còn nữa. Do đó chúng ta thấy rằng cái người mà thực hành pháp theo bậc trung á, là người đang tu tập đề mục thiền tịnh. Và tương thú vậy rằng không có đề mục nào mà có cái nhiều lợi ích mà nó hướng dẫn cái khuynh hướng của chúng ta tốt đẹp nhất cho bằng cái đề mục niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp hay ân đức Tăng. Những đề mục khác thì nó cũng có công năng là giúp chúng ta chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định. Nhưng mà cái ân đức Phật lớn vô biên, ân đức Pháp rộng vô cùng, và ân đức Tăng thì không thể bàn hết được. Chúng ta thân cận, tâm chúng ta thân cận với ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, luôn luôn có một cái mãnh lực thiêng liêng hay là một điều kỳ diệu nó sẽ ẩn tàng trong tâm chúng ta, và khuynh hướng của chúng ta luôn luôn hướng về
Phật Pháp Tăng như vậy. Nếu một khi mà chúng ta nghe tiếng Phật xuất hiện, hay là Pháp xuất hiện, hay là Tăng xuất hiện, thì lập tức chúng ta bỏ tất cả để mà đi theo tiếng gọi của Phật Pháp Tăng. Đây là trường hợp của Đức Vua Maha Kapina. Ông làm vua rất là lâu và cái tâm ông rất là mong đợi một điều kỳ diệu xuất hiện thế gian này. Và mỗi ngày ông cho 4 người lính ra 4 cổng thành để mà tìm xem coi Đức Phật ngài xuất hiện thế gian chưa, Đức Pháp xuất hiện thế gian chưa, và Đức Tăng xuất hiện thế gian chưa. Cũng do trong cái tiền duyên của ngài, ngài là cái người mà cúng dường đến bảo tháp của Đức Phật Ca Diếp, rồi làm một cái thiền đường, một cái nhà mát để cho những khách bộ hành lỡ chân có trú mưa trú nắng ở tại khu viên bảo tháp đó. Và trong cái thời đó thì ngài luôn luôn niệm tưởng đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Do mãnh lực nó cho nên trong cái kiếp hiện tại, ngài làm vị vua có tên là Maha Kapina. Một lần nọ khi nghe mà Đức Phật ngài xuất hiện trên thế gian, Đức Pháp xuất hiện trên thế gian, Đức Tăng xuất hiện trên thế gian, vị ấy bỏ tất cả những cung vàng điện ngọc cùng những bà hoàng hậu Anocha xinh đẹp là ra đi để tìm đường đi đến gặp Đức Phật. Và cái ngày đầu tiên mà gặp được Đức Phật thì ngài cùng 1000 vị quan tùy tùng của mình chứng quả A La Hán, trở thành một cái vị thánh vô lậu ở trong giáo pháp này. Cho nên những cái mảnh đất thiền tịnh đó chúng ta cũng phải cân nhắc, chúng ta thấy có lợi ích nào mà lớn và lợi ích nào lâu bền, nó có ảnh hưởng đến tương lai chúng ta. Thì xin thưa quý vị, hãy niệm tự ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Nó không phải là chỉ có lợi trong một kiếp này, nó lợi nhiều nhiều đời nhiều kiếp. Một mai nếu như duyên lành chúng ta vì chướng duyên chúng ta lăn trôi ở trong sanh tử luân hồi, một khi mà Đức Phật Di Lặc xuất hiện, chúng ta chỉ cần nghe tiếng Phật xuất hiện là lập tức từ ở chỗ nào chúng ta cũng đi tới. Nếu may mắn là chư thiên thì nghe mà Đức Phật càng xuất hiện đang giảng pháp thì lập tức từ bỏ cái thiên cung xinh đẹp, từ giả cái thiên giới đầy diễm ảo đó đi xuống nghe pháp và đã chứng được đạo quả, biết đâu sẽ chứng được đạo quả một cách tốt đẹp vậy. Đây là chúng ta nói về cái bậc trung và bậc thượng. Bậc thượng là luôn luôn ngoài những cái thiền, cái thiền tịnh, ngoài những cái giới hạnh, ngoài những thiền tịnh ở trong những thời gian nào đó, thì trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn quán xét về cái mãnh lực của vô thường, về mãnh lực của cái đau khổ và mãnh lực của vô ngã. Không có thiền quán không giúp chúng ta được đạo quả, mà một khi có thiền quán nó sinh khởi lên thì chúng ta sẽ thấy cái vạn vật này, cái thế gian này nó không có những cái cốt lõi một cách tốt đẹp, và sẵn sàng từ bỏ thế gian này để đạt tới cái siêu thế gian, vượt ra khỏi thế gian. Vậy thưa quý vị, hành theo pháp Đức Phật ngài dạy, hành theo pháp thì pháp sẽ hộ trì người hành pháp đó, tham ma ha ve rắc khi tum tham ma cha ri. Và hành theo pháp là chúng ta y cứ vào pháp thiện, y cứ vào mãnh lực vô tham vô sân vô si, đó là cái hướng chúng ta đi. Chúng ta bỏ qua những gì mà thuộc về bản chất của chúng ta, chúng ta cũng bỏ qua đi những gì theo ý nghĩa cuộc đời, hòa nhập vào cuộc đời, nhưng mà chúng ta lại người thực hành pháp, sống trong đời nhưng mà không bị đời chi phối, sống trong đời nhưng mà không bị đời trói buộc, mà chúng ta thực hành theo cái pháp đó. Và thực hành pháp theo bậc hạ có nghĩa là chúng ta giữ gìn năm giới một cách trong sạch, nếu nâng cao nữa chúng ta giữ gìn được bát giới, rồi nâng cao nữa thì chúng ta thực hành những cái pháp thiện khác. Hành theo pháp ở bậc trung thì chúng ta sẽ là cố gắng thực tập thiền tịnh, mà đặc biệt ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng thì phước báo rất là rộng lớn.
và cuối cùng là hành theo pháp bậc thượng, tức là suy quán ngẫm nghĩ theo lý vô thường, lý khổ hay lý vô ngã vậy. Và thôi vậy, thời giảng này cũng dùng phải lẽ phước báo phát sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điện toàn thể chư phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị hân hoan phật quả phước này để được sự an vui ở trong hiện tại lẫn tương lai, và nhất là bất kỳ mọi sở nguyện chứng đạt được đạo quả niết bàn. Đồng nhau cả thầy, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô tham gia, nam mô sanh ca gia.